Bạn ạ, à, bây giờ tôi có một cái thử thách nhanh cho bạn thôi. Trong vòng 1 phút suy nghĩ nhá. Nghĩ khều donate ở trên kênh tôi làm sao để cho mọi người donate cho tôi, chọn lựu đạn vào mặt tôi ngay bây giờ. Ở kìa. Thế là tự nhiên cái thử thách của tôi là phải làm tiền cho bạn à? Thì tổng donate bao nhiêu tôi chia bạn nửa. À không, bạn 4 tôi 6. Ok. một phút bắt đầu. Với xin chào tất cả bạn đã đến với Kitakara Tome. Và tất cả những cái gì bạn cần làm ở cái kênh này là gì ạ? Bạn bấm vào cái nút tham gia màu xanh lẻ ở ngay cái nút đăng ký. Tại vì sao? Tại vì đây khi mà bạn đã bấm vào trong cái nút đấy và bạn bắt đầu trả tiền 20.000 một tháng. Các bạn nghĩ 20.000 một tháng bạn làm cái gì? Một ngày thì các bạn chia được bao nhiêu? Ở một ngày các bạn chia 1.000 đi thì các bạn vẫn còn thiếu tận 10 ngày đúng không? Thế thì tại sao không bấm vào cái nút tham gia? Ở đây đã có rất là nhiều người nổi tiếng đã tham gia với tất cả chúng ta ngồi đây. Đó chính là ai ạ? Đó chính là Andenvo. Đúng vậy, Andenvo. Andenvo anh ấy đã phốt ngập mồm rồi mà anh ấy vẫn tham gia membership. Anh thậm chí là đến cả anh Sơn Tùng anh ấy nhảy khỏi cái tòa nhà đấy nhưng anh ấy vẫn tham gia Kitakara Tome membership. Tại vì sao ạ? Anh em biết lý do là tại sao Sơn Tùng có thể viết ra cái bài Day No One At All không? Đây để tôi ngồi tôi kể anh em nghe. Hôm trước anh Sơn Tùng mới nói tôi rồi, cái lúc mà anh ấy bấm vào lúc tham gia ấy, anh ấy có cả một cái cảm giác đó là rất là khác biệt khi mà anh ấy tham gia vào những cái membership khác, và điều đấy khiến cho anh ấy cảm thấy là anh em muốn viết một bài nhạc tiếng Anh nhưng mà đéo liên quan cái lìm gì cả. Ừ, nhưng mà anh ấy vẫn làm. Đến lúc này thì anh em phải hiểu là Sơn Tùng nó chính là một trong những cái người membership gọi là uy tín nhất của cái kênh này. Thế thì tại sao các bạn không bấm vào? Các bạn biết làm sao đấy hả? Rồi các bạn biết là cái anh Zack, ờ đây bạn này nói tôi mới để ý đó chính là anh Zack. Không biết tại sao anh Zack anh ấy làm cái gì suốt mấy năm qua đấy, nói ra là không, anh ấy tham gia vào membership của Kitakara Tome. Và đây vâng, hôm nay tôi có mời đến anh Chef The Chat, một cái người mà đã từng đứng top đầu donate tháng của chị Tome. Thì anh ấy có thể phát biểu một số thứ, thì anh ấy có nhắn với tôi, anh ấy bảo rằng là anh ấy cảm thấy như là được sống lại thêm một thời trai trẻ. Anh ấy chưa bao giờ được nắm tay gái nhưng mà anh ấy cảm giác như là anh ấy vừa mới làm tình xong vậy. Đó là tất cả những cái gì mà các bạn có thể nhận được khi các bạn tham gia membership của Kitakara Tome. Thật là tuyệt vời. Đăng ký ngay hôm nay đi ạ. Nhưng khi mà đến núi không còn góc cánh nữa.